chú à? Mở hàng đi chú. Nhiều đồ ghê nhỉ. Suy là như quả núi. Hôm nay bao nhiêu đây anh? Em à, 12 triệu. 12 à? Hay quá. Đấy. Vâng, vâng ạ. À. Đây, bắt tay cái. Yeah. Tay ấm quá. Trời à, ơi. Đầu đầu. Đấy, con đấy thì bao nhiêu? Có cả ơi. Gì nhỉ? Quên. Ừ, Hoàng, Hoàng. Đấy, cây đấy thì bao nhiêu nhỉ? Đấy, cây vừa xoay xoay chậu đá đấy. Chậu đá kìa. Vâng. 12 triệu. 12. Ông cây si kia, đi to kìa. Cây si này là 15 triệu. Thủ đẹp ghê nhỉ. Đẹp ghê. 15. Đấy, bạn này. Đây, cũng là si đây. Cây si này 35 triệu. 35. Mới phủ phân thế thôi chứ bệ biết nhiều đấy. Nhiều. Xe này nhiều đấy. Quả núi này 12. 12. Hoàng ơi. Đấy. Có mà. Có mày. 15 triệu. Tên Hoàng nhưng mà xe này cứ alo đi. Đây này, cái này 12 này. Mình cũng không phải tín đồ của cây này. Đấy. Quả ba mấy này này, đẹp chưa? À. Này ghi về chăn nuôi tốt đấy. Này chăn nuôi. Đây. Hai bật được. Bắt đầu. Cái cây xác định con này là một cây giữ đấy. Ngon. Cho phép 5 triệu. Rồi cái cây này là. Ngày sáng cửa nhất. Sáng cửa nhất cũng phải nuôi. Nuôi. Đỏ chưa? Đấy, toàn phân là phân, toàn phân là phân. Chà đấy. Hả? Chà đấy. Lốt chỗ này để vào làm chén. Đấy, cái thủ này đẹp. Thủ đẹp. Thế nào? Đấy, cây vừa bị thắt cái rễ đây, bóc ra đây. Ơ, nó lại chuyển sang đây rồi. Cái cũng là một cái thủ già hạ xuống đây, nhưng mà có rễ bằng ngón tay hết rồi. Vùng kêu. Những cái đồ này nuôi sau rất là đẹp. Nhưng mà ai nuôi bây giờ? Ai nuôi? Còn người chơi thì chắc là thôi bỏ qua đi. Thợ thì nuôi là kiểu gì sao cũng có công, nó có dữ liệu rồi. Dữ liệu mà, kể cả những cây như này. Đấy. Thậm chí là sau rất gấu đấy. Cứ nuôi này sao lại phải bỏ tiền nhiều ra mua thôi. Chấp nhận đấy, vì mình có nuôi đâu. Người ta nuôi mà. Còn nuôi được là đẹp hết các bác nhé. Nuôi được là đẹp hết. Vào mặt sau cái kia. Đấy. Sau cà phê nào ai cà phê đi ai cà phê nào ai cà phê đi 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 ai
từ để xa. Đi ra quay ở đây mặt sau của cái cây phủ ở đây, chắc sáng chở nó bị bênh chậu rồi. Mới trồng vào đất xốp bênh ngay, đi sóc một bênh ngay. Cái này giống cây hôm trước nhỉ anh nhỉ? À? Giống thế. Và giống cây hôm trước thế. Cái thằng là núi. Đúng một đôi với cây đấy đẹp. Rồi. Cái đó là con bò mai thôi. Cái đó đúng rồi. Mà mình muốn chưa muốn cắt nó để cho mầm thở thôi. Cây kia nó... cây kia là cất gì? Làm sao nó thành ba đầu chứ nó rõ ràng chứ. Cây kia là cất rồi gì? Cái này bao tiền? Cái này 12 triệu. 12. Rồi. Đấy. Ông nào lấy một đôi thì giảm giá tí. Cái này khó lên đường ghê nhỉ. À. Cây của anh Kiện đây. Xin giới thiệu cây xanh to của anh Kiện, 55 triệu số kia, số trèo cây ấy. So người anh vừa thì biết ông to cao không nào nhá. Này mà lên chậu thì nó mới nổi được. Bông, bông tán rất đẹp luôn. Khó ghê nhỉ. Đấy, nhiều hôm Viễn ra làm tí là lại bay. Có duyên tùy thời điểm ấy. Đúng hôm Kiện cũng không mang cây nào thì Viễn phải bán được. Đấy, khó ghê đấy, kiểu như đi câu á. Nhà mới nhưng mà không phải nhà mình. Và cũng định thế nhưng mà không biết là cướp ở đâu ra. Bán rồi ai mua mà bán. Nó chật quá khó. Ừ, 50 mét thì bán thì dễ. 30 mét thôi. Nhưng mà đất thôi thì lại phải xây nhà. Mà bây giờ đi làm này mà đau đầu xây nhà mệt lắm. Thế biết thế nhưng mà bây giờ xây thì cũng phải trông coi thợ thiết thợ thuyền mệt lắm. Xây cái gì cũng được, cứ miễn là thợ vào là vất vả rồi, kinh lắm đi làm cũng phải. Giờ rút và mở luôn. Đấy, 55 triệu anh em liên hệ anh Kiện đấy nhá. Chủ cây đấy. Bóng biếc rất gọn gàng nhá. Rất sạch sẽ. Cái xe kia nhìn xa tiếp được. Mở. Nói chung là đồ chăn nuôi lâu dài, dài hơi. Dài hơi. Đi ra đây quay cây của nó chỗ này. Mê lúa tùng. Không phải sướng. Đây, cây ngọc anh này kinh ấy chứ.
một xe các bác. Ấy chà, tị đây. Vâng ông ạ. Tường vi đẹp quá nhỉ. Dưới đây là cái si hay cái gì đâu? Tường vi. Không, cái dưới này. À cái si. Si. Tường vi. Tường vi là bao tiền nhỉ? Không nhỉ? Cái si là 1,5 triệu. Tường vi thì bao nhiêu? À tường vi 2,5 triệu. 2,5 triệu, cái này 1,5 triệu. Tường vi. Ngọc Mai này. Răm rất dày với tội là chân móng kém. Nhưng mà Nam Việt đấy. Vâng, sáng cửa đấy nhỉ. Đấy, cái móng này ghê chưa? À nhiều, nhiều chân lắm. Nhiều chân lắm. À, dưới này có này. Gãi ra là có. Năm tiền. Và cái này bao tiền nhá ông nhỉ? Đây này 6 triệu. 6 triệu. Đấy. Giàng Long ấy. Giàng Long. Ôi, cái Giàng Long. Giàng Long. Đây này đã theo dịch. À xong rồi à? 2 triệu. À bán cho Hoàng Tự và Hoàng Tự Bảo Lộc. Đấy, chuyển sang đây đấy. Chuyển đổi mục đích sử dụng. Chuyển đổi. Đấy, sang đấy rồi. 2 triệu thì chắc bên ý chắc 2,5 triệu là bán. Đấy. Đường vi ký đá. Vi đẹp hết đấy. Ông xem rồi. Đấy, cây này hay ghê đấy nhỉ. Đấy, ghê chưa. Đấy, vừa mua 850 ra bán 1,5 triệu của nó không? Được quá, ông bán mua. Ông bán mấy triệu cũng được. Mấy triệu nhưng mà sao ông có người mua. Mua 850 của hai tay một ngọn đấy. Xì đấy. Về đặt lên cái đĩa nước. Mát, không phải tưới. Đi cà phê được rồi. Không phải tưới. Đấy. Đấy, đi đâu đây cho vào cốp này đi. Đấy, bỏ túi đi cà phê. Ra đấy. Xe đấy. Con này có chân phết đấy chứ đúng không? Ừ, có. Đây chân nó đây phết này. Vâng. Thế thôi. Đấy là đẹp. Quằn quại gớm. Hàng bật lửa. 850 của hai tay một ngọn. Cả 800 đồng bạn. Hai tay một ngọn là ông nào? Hương Hương. À. Hai tay một ngọn. Hai tay một ngọn. Chết, tên này có đồ hay thế. Hương ngay về rồi. À về rồi à? Hết tôi rồi, về rồi. Chết. 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 Nhưng mà ra là có lụ thôi. Hóa ra là Hương là hai tay một ngọn à? Hương là hai tay một ngọn. Chết thật. Tưởng là... hai tay một ngọn. Cây đấy dễ làm không? Cây này dễ làm. Ủa, sẽ văng đi hai phát đấy. À. Văng đi một phát này cả một phát này. À. Nhà này được cái nhiều rêu đắp cái gì cũng được nhỉ, nhìn sạch sẽ. Đấy, gốc bể rất nở lành, chẳng có sẹo gì. À, đấy, có chân. Ừ. Hay. Cây này cái thả rung phải không ạ? Đấy. Như ông đi đường thấy cái loại này cứ móc về. Đấy. Đi chơi đẹp quá gì nữa. Chơi được luôn rồi. Đường vi đây. Thế nay ta bản thân đi ta chả được xung nào ta lại thiệt xa cái kia. Đẹp. Đẹp. Tín đồ siêu mini mini cỡ nhỏ. Thì múc nhá. Đấy, còn tôi thì tôi thích nó to hơn xíu. Ai là, giao dịch ấy. Kinh ấy. Nổ to ghê.